chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Tính Shop. Thì để tiếp tục cái series về các sản phẩm của Uppercut thì hôm nay mình sẽ phân biệt cho các bạn một sản phẩm. Thật ra thì để nói thật cho các bạn thì các sản phẩm của Uppercut ở thị trường Việt Nam hiện tại đang được làm giả rất nhiều. Thậm chí sản phẩm hàng giả còn xuất hiện nhiều hơn cả các sản phẩm hàng thật. Cho nên đây chính là lý do tại sao mình đem ra đây review cho các bạn về các sản phẩm hàng thật của Uppercut và một sản phẩm được làm giả rất nhiều. Đó chính là sản phẩm Deluxe Pomade. Và đây chính là phiên bản hàng giả của Deluxe Pomade. Thì hôm nay clip này mình sẽ xẻ cho các bạn để cho các bạn có thể phân biệt được đâu là hàng thật và đâu là hàng giả, cũng như là các bạn có thể biết được cái cách để chúng ta nhận biết được các sản phẩm hàng thật và hàng giả, để chúng ta có thể tránh phải các hiện tượng mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và để bật mí cho các bạn một điều, đó chính là cái giá mà mình bỏ tiền ra để sở hữu cái sản phẩm này nó cũng phải ngang ngửa với cả các sản phẩm mà chính hãng ấy. Nhưng mà cái chất lượng nó lại thua hoàn toàn, cho nên đây cũng là một trong những điều mà các bạn nên lưu ý khi mà chúng ta sử dụng và mua các sản phẩm của Uppercut. Thì như các bạn thấy trên tay mình đây đang là hai sản phẩm Uppercut Deluxe, nhưng mà có một sản phẩm hàng giả và một sản phẩm hàng chính hãng. Thì các bạn thấy này, đối với hai sản phẩm này về mặt thiết kế cũng như là về cái mặt tông màu thì chúng ta không có quá nhiều điều điểm khác nhau. Và các bạn có thể thấy đối với sản phẩm hàng chính hãng chúng ta sẽ có phần màu đỏ ở cái viền, còn đối với sản phẩm hàng giả thì chúng ta sẽ không có màu đỏ và chúng ta sẽ tráng hoàn toàn là đen luôn. Bên cạnh đó thì đối với sản phẩm hàng chính hãng thì chúng ta sẽ có một cái lớp gen ở ngoài rất đều xung quanh cái mặt nắp như thế này. Còn đối với sản phẩm hàng giả thì chúng ta thay vào đó chúng ta sẽ chỉ có một vài cái vết bấm móp thôi. Một đặc điểm nữa rất là quan trọng để cho các bạn có thể lưu ý khi mà chúng ta mua các sản phẩm Uppercut ấy, thì đối với các sản phẩm hàng chính hãng các bạn có thể thấy chúng ta sẽ in trực tiếp cái phần label lên bề mặt và lên phần thân. Ở dưới phần đáy thì chúng ta mới được dán thôi. Còn đối với sản phẩm hàng giả hàng nhái thì sao? Đối với phần nắp thì chúng ta cũng sẽ là có một phần label dán này. Đấy, các bạn thấy mình có thể cậy ra rất dễ dàng. Ở phần thân cũng vậy. Nó có thể rất là dễ dàng để chúng ta có thể cậy ra. Và bù lại các bạn có thể nhìn thấy đối với cả hai phần label của sản phẩm này, thì đối với cả cái phần label của sản phẩm chính hãng chúng ta sẽ in trực tiếp lên bề mặt, cho nên là khi mà nhìn vào chúng ta sẽ thấy đẹp hơn và bắt mắt hơn rất là nhiều. Còn ngược lại đối với sản phẩm hàng giả thì nó sẽ được dán lên, cho nên là nhìn nó sẽ không thể nào đẹp mắt được các sản phẩm chính hãng. Ngoài ra thì để một đặc điểm nữa các bạn có thể phân biệt thì các bạn có thể thấy ở đây, đối với cái phần thành phần cũng như các cái hướng dẫn sử dụng của sản phẩm thì chúng ta cũng sẽ được in rất là rõ ràng và đầy đủ đối với các sản phẩm chính hãng. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một lớp bóng bọc ở ngoài, nó sẽ làm cho sản phẩm chúng ta dễ đọc hơn và cảm thấy nó sang hơn rất là nhiều. Còn đối với sản phẩm hàng giả thì chúng ta sẽ chỉ được in trực tiếp lên bề mặt như thế này. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể lưu ý cho mình là cái hạn sử dụng đối với các sản phẩm của Uppercut. Thì đối với sản phẩm Deluxe Pomade này thì chúng ta sẽ có hạn sử dụng 12 tháng. Còn ngược lại đối với sản phẩm hàng giả thì nó có thời gian sử dụng lên tận 24 tháng cơ. Cho nên đây cũng là một điều các bạn có thể lưu ý cho mình. Và các bạn có thể để ý cái bố cục mà căn nhà sản xuất sắp xếp ở đây. Nó được bố cục rất là đầy đủ, rất là đẹp mắt. Nó không làm cho chúng ta có các hiện tượng rối mắt. Nhưng mà đối với sản phẩm hàng giả, hàng nhái này thì nó sẽ rất là sơ sài và nó không được trau chuốt quá nhiều. Các bạn có thể để ý. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể để ý cho mình là đối với các sản phẩm hàng chính hãng chúng ta sẽ được in rất là đầy đủ. Các bạn thấy đối với hàng chính hãng chúng ta sẽ có cả độ hâu, độ bóng của sản phẩm ở đây. Còn đối với cả các sản phẩm hàng giả thì sẽ không hề có cái điều này. Tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ có rất đầy đủ từ các cái slogan, các cái thông tin của sản phẩm cũng khá là đầy đủ. Đối với sản phẩm hàng giả, hàng nhái thì chúng ta sẽ in khá là thưa, nhưng mà đối với sản phẩm chính hãng thì chúng ta sẽ in rất là đầy đủ, kỹ càng và cụ thể. Đó là một vài cái đặc điểm ở bên ngoài mà các bạn có thể đánh giá rất là nhanh khi mà nhà bán hoặc là những người bán đem ra hình ảnh. Thì các bạn cũng có thể đánh giá rất là nhanh qua một vài cái mục tiêu đó. Còn khi mà những cái sản phẩm hàng giả được làm quá giống đối với hàng chính hãng rồi thì sao? Cái này mình phải nói thật với các bạn, đây là một sản phẩm hàng giả của Uppercut mà mình đã tìm kiếm rất là kỹ rồi. Và mình cũng đã chọn lọc được một cái sản phẩm mà nó giống đến khoảng 80% so với hàng chính hãng rồi. Các bạn có thể thấy, đến từ cả cái thiết kế bên trong, từ cái thiết kế mà hộp nhựa bọc ngoài một cái lớp hộp nhôm thế này thì các bạn cũng đã có thể thấy nó làm giả khá là giống rồi. Nhưng mà đối với các sản phẩm đặc biệt là pomade gốc nước ấy, thì khi mà chúng ta mở nắp ra chúng ta sẽ cảm nhận được ngay. Nói thế này thì nó sẽ các bạn hơi khó hình dung một chút, nhưng mà đây mình sẽ cho các bạn xem thực tế luôn. Thì như các bạn thấy, đây chính là chất pomade của các sản phẩm hàng chính hãng này, và đây chính là các cái chất pomade của sản phẩm hàng giả, hàng nhái. Và chủ yếu các sản phẩm pomade, hàng giả, hàng nhái gốc nước ấy, nó đều có cái mùi hương và có cái chất pomade như thế này.
các bạn có thể thấy. Đối với sản phẩm hàng chính hãng thì chúng ta sẽ có một cái bề mặt pomade nó rất là mịn, rất là mượt, nhìn nó rất là thích mắt, và chúng ta muốn sử dụng ngay, thậm chí để mà sử dụng sản phẩm này thì chúng ta còn cảm thấy hơi tiếc bởi vì cái nhà sản xuất đổ nó quá đẹp. Còn đối với sản phẩm hàng giả, hàng nhái thì sao? Đây, các bạn thấy nó lỗ chỗ rất là nhiều nơi, thậm chí nhá. Đây là một sản phẩm, mặc dù các bạn có thể để ý hai sản phẩm đều có cái lượng đổ bằng nhau, đều có cái dung tích, đều có cái chất pomade gần như là bằng nhau, nhưng mà khi mà cầm trên tay ấy, mình cảm nhận rất rõ rệt về cái độ nặng của sản phẩm. Đối với sản phẩm hàng chính hãng, chúng ta sẽ có cầm nó chắc tay hơn, nặng hơn cái sản phẩm hàng rẻ tiền và hàng nhái này rất là nhiều. Có thể là trong thành phần của sản phẩm hàng chính hãng, chúng ta sẽ có rất nhiều các sản phẩm như là dưỡng này, chúng ta sẽ có rất nhiều các cái thành phần giúp chúng ta có thể nuôi dưỡng mái tóc, tạo cái sự mượt mà cho mái tóc sau mỗi lần mà chúng ta sử dụng. Còn đối với cả các sản phẩm pomade hàng giả, hàng nhái, thật sự cái này mình đã review khá là nhiều rồi, thậm chí cả khoảng thời gian trước đây chúng ta đã có con Suavecito Firm Hold, chúng ta cũng sẽ có cái mùi hương này. Mùi của nó rất là ngọt, giống như kiểu là chúng ta cho thêm cái tinh dầu hoặc là các cái hương vani, các cái phụ liệu hương vani vào, nó làm cho cái sản phẩm nó bị một cái mùi cực kỳ ngọt, nó ngọt cực kỳ hắc luôn ấy. Bên cạnh đó thì thật sự đối với những cái lần trải nghiệm lần trước của mình, nó đã tạo ra cho mình những cái trải nghiệm về cái sản phẩm này nó quá tệ rồi. Khi mà chúng ta chải lên tóc, đúng, công nhận nó vẫn sẽ có độ bóng như vậy, nhưng ngoài cái độ bóng ra nó không có một cái gì cả. Độ giữ nếp của nó thì hoàn toàn là yếu, kém, thậm chí là nó có thể nói là kém cũng được nếu mà so đối với các sản phẩm chính hãng, đặc biệt là cái khả năng giữ form ổn định theo thời gian. Nó rất là nhanh sụp, nó không như các sản phẩm ở chính hãng. Thì đối với cả cái điều này thì mình đã nói quá nhiều rồi. Bên cạnh đó thì cái việc mà mình cảm thấy bực nhất khi mà sử dụng các sản phẩm hàng giả, hàng nhái đó chính là cái mái tóc của mình nó bị cực kỳ cứng sau khi mà mình xả hoặc gội, và nó từ cái việc cái tóc bị cứng đó thì nó sẽ làm cho cái quá trình gội rửa của chúng ta trở nên khó chịu hơn rất là nhiều. Còn ngược lại, đối với các sản phẩm hàng chính hãng ấy, thì khi mà chúng ta xả đi, chúng ta sẽ có một cái sự thoải mái, nó sẽ không bị cứng đét như kiểu các sản phẩm hàng giả, hàng nhái mang lại đâu. Bên cạnh đó, khi xả đi, chúng ta sẽ cảm thấy sự mượt mà, sự nhẹ nhàng, sự thoải mái. Và đặc biệt đối với các sản phẩm pomade không nước thì các bạn đã luôn luôn biết là cái khả năng gội rửa của nó thoải mái và nhẹ nhàng như thế nào, đúng không? Và đó là những cái cách để chúng ta có thể đánh giá được rất là nhanh đâu là một sản phẩm giả và đâu là một sản phẩm hàng chính hãng. Thì qua đó thì mình cũng rất là hy vọng các bạn có thể lựa chọn được cho bản thân một sản phẩm uppercut hàng chính hãng, chứ đừng lựa chọn một sản phẩm giả, hàng nhái để làm gì cả. Và bây giờ mình sẽ review cái chất lượng của sản phẩm hàng chính hãng này. Còn sản phẩm hàng giả thì mình xin phép, bởi vì trước đây mình đã vuốt quá nhiều hàng giả lên đầu và cái cảm nhận của nó mình cũng đã nói quá nhiều rồi. Nếu mà bạn nào tò mò về các cái trải nghiệm về sản phẩm hàng giả, hàng nhái thì các bạn có thể tìm lại ở những clip lần trước. Thì về cơ bản nó cũng sẽ chung chung, nó cũng sẽ là một cái trải nghiệm như vậy thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ sử dụng sản phẩm Uppercut Deluxe Pomade này lên mái tóc để xem cái hiệu quả của sản phẩm này như thế nào nhá. Thì nôm na cho các bạn dễ hiểu thì Uppercut Deluxe Pomade thì nghe đến những cái chữ như là Deluxe thì chúng ta đã hình dung đến ngay cái sự sang trọng, sự lịch lãm này, đúng không? Thì cá nhân mình khi mà, thật ra thì mình cũng chưa trải nghiệm sản phẩm này lần nào, nhưng mà khi mà cầm vào cái sản phẩm này thì mình cũng đã mừng tượng ra cái sự sang trọng mà sản phẩm này đem lại rồi. Nó xem lại cho chúng ta độ bóng này, độ hâu. Đối với cá nhân mình thì mình nghĩ là sản phẩm này sẽ có độ hâu vừa phải thôi. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm lên mái tóc cho các bạn xem thế nào. Và đặc biệt đối với các sản phẩm pomade gốc nước hoặc thậm chí là pomade nói chung thì thường mình sẽ sử dụng rất là dễ. Đồng ý là cái việc mà chúng ta đi gội, rửa, chúng ta đi sấy lại cái mái tóc thì nó sẽ cho chúng ta một cái nền tóc tốt, chúng ta sẽ rất là dễ để các bạn có thể tạo kiểu tóc. Ok, cái chuyện đấy là mình hoàn toàn không vấn đề. Nhưng mà đối với các sản phẩm pomade và đặc biệt là pomade gốc nước thì thường mình lại không có thói quen sử dụng trên... thường mình lại không có thói quen là mình đi xả tóc đi cũng như là sấy lại tóc. Và bởi vì đối với cá nhân mình, đối với các sản phẩm pomade ấy, đặc biệt là pomade gốc nước ấy, thì thường ở thời điểm hiện tại mình không muốn chơi quá nhiều độ phồng. Thật sự là như vậy, mình không muốn sử dụng đến quá nhiều độ phồng. Thì thường đối với cả các sản phẩm này mình sẽ chỉ làm ẩm tóc một chút thôi. Chúng ta sẽ có thể làm ẩm tóc đối với các sản phẩm tonic, hoặc là chúng ta có thể làm ẩm tóc với một chút muối cũng được, không vấn đề gì cả. Nói chung là các bạn nên apply cái sản phẩm này lên nền tóc ẩm thì nó sẽ rất là ok. Thì đó, cái cách mình sử dụng các sản phẩm pomade thì thường mái tóc của mình sẽ ẩm khoảng tầm từ 4-8% như thế này thôi. Sau đó thì mình sẽ trực tiếp apply thẳng cái sản phẩm pomade của chúng ta lên, thì cái lúc đấy cái độ phồng tự nhiên của chúng ta sẽ cho chúng ta một mái tóc nó đẹp nhất. Đối với cá nhân mình như vậy, nhưng mà tùy từng người chúng ta sẽ có từng cái sở thích cũng như cách sử dụng khác nhau.
Cái cảm nhận của mình đầu tiên khi mà mình lấy cái sản phẩm pomade này ra thì nó sẽ đem lại cho mình một cảm giác rất là thoải mái cái đã. Bởi vì nó gì nói sản phẩm này khi mà mình lấy ra nó không phải như các loại gel pomade gốc nước thông thường mình vẫn hay lấy, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác nó hơi cứng cứng một chút, nhưng mà đối với sản phẩm này lại rất là mềm mại, rất là thoải mái. Mùi hương thì sẽ là mùi hương vani dừa, nhưng mà nó nhấn mạnh về cái tông mùi dừa, nó rất là ngọt, rất là thanh. Cái cảm nhận của mình khi mà mình trải nghiệm cái sản phẩm này thật sự về cái phần mùi hương cũng như là về cái phần lấy ra, đánh tan và sử dụng, nó đang là một cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Cái cách sử dụng sản phẩm pomade thì vẫn vậy thôi, chúng ta sẽ vẫn apply khoảng 2-3 scoop tùy với từng trường hợp tóc và tùy các loại tóc mà bạn sử dụng hoặc là các cái kiểu tóc bạn sử dụng, cần nhiều hay cần ít sản phẩm pomade, cần độ giữ nếp cao hoặc là cần giữ nếp sơ sơ thôi thì các bạn chúng ta có thể tùy ý căn chỉnh. Thì như các bạn thấy đây là hiệu quả của sản phẩm Uppercut Deluxe Pomade. Thì cá nhân mình sau khi trải nghiệm sản phẩm này thì mình phải khẳng định với các bạn luôn, đây là sản phẩm pomade gốc nước đầu tiên mà mình cảm thấy cực kỳ hài lòng với cái trải nghiệm sử dụng của sản phẩm này. Nó đem lại cho mình một cảm giác cực kỳ mềm mại, cực kỳ thoải mái khi mà mình trải. Nó không bị quá rít, quá cứng, mà thay vào đó khi mà mình trải nghiệm lên tóc, nó rất là mềm, nó rất là mịn, trải nó rất là mượt, nó không bị gặp quá nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thì cái việc độ bóng của sản phẩm này, các bạn có thể thấy độ bóng của sản phẩm này so với một sản phẩm pomade gốc nước thông thường nó là không quá lớn, cho nên là cái việc mà chúng ta sử dụng sản phẩm này để mà đi làm, đi chơi nó cũng rất là tiện, nó cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi mà chúng ta sử dụng một sản phẩm pomade. Bên cạnh đó thì cái việc mình muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là các cái thành phần dưỡng của chúng sản phẩm. Đây là một điều mình đã nói ở rất nhiều clip rồi, đối với tất cả các sản phẩm sáp ở thời hiện tại, khi mà chúng ta đã nói là một sản phẩm sáp cao cấp, nó phải luôn luôn đáp ứng được một cái điều kiện, đó chính là khi gội rửa đi, cái mái tóc của chúng ta nó phải trở nên mềm mượt và nó phải thoải mái trong cái quá trình mà chúng ta gội xả. Còn đối với bất kể sản phẩm nào khi mà chúng ta xả đi nó bị cứng hay nó bị chìa thì các bạn thật sự phải nên nghiên cứu lại về cái sản phẩm đó. Đây là mình đang nói về các dòng sản phẩm pomade gốc nước và các sản phẩm sáp thôi, còn pomade gốc dầu thì nó lại là một câu chuyện khác rồi. Đây có một điều các bạn nên lưu ý nhé. Tiếp theo các bạn có thể thấy về độ hâu của sản phẩm này mình cũng đánh giá khá cao, chúng ta sẽ có một độ dính khá là ổn định. Tiếp đến thì cái khả năng định hình form tóc đối với sản phẩm này cũng là rất tuyệt vời. Nó đem lại cho bản thân mình có một cái form tóc rất là chắc, rất là ổn, mọi thứ rất là ok đối với sản phẩm này. Và một điều nữa mình khá là ưng ý đối với sản phẩm này, không bởi vì các bạn không ở đây các bạn không thể nào ngửi được cái mùi của sản phẩm này. Nó là một cái mùi hương vani dừa rất là thơm, rất là nịnh mũi, rất là nó hơi có thiên hướng ngọt một chút, nhưng mà sẽ tạo ra cho bản thân mình sự thoải mái, sự nhẹ nhàng, và mình rất là thích cái mùi này, phải nói nhấn mạnh một lần nữa mình rất là thích cái mùi này. Còn về khả năng giữ nếp theo thời gian của sản phẩm này thì tất nhiên rồi, đối với một sản phẩm pomade khi mà chúng ta đã apply đủ cái lượng sản phẩm mà chúng ta cần lên mái tóc và đối với tùy từng kiểu tóc và đối với cái nền tóc thôi thì chúng ta sẽ có nó, tất nhiên đối với một sản phẩm pomade thông thường, đối với các sản phẩm pomade gốc nước thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian giữ nếp theo thời gian khoảng tầm từ 8 tiếng đổ lên. Thì còn đối với bản thân mình, thật ra thì cá nhân mình cũng là một người sử dụng khá là nhiều các sản phẩm pomade, cho nên mình cũng có biết để kết hợp một số các cái sản phẩm để gia tăng cái thời gian giữ nếp, nhà gia tăng cái khả năng giữ nếp của sản phẩm. Và thường thì mình sử dụng các sản phẩm pomade nó sẽ ổn định cho đến lúc mình gội. Đó cũng là một cái may mắn. Nếu mà bạn nào quan tâm đến các cái cách mà chúng ta sử dụng các sản phẩm pomade hoặc là có những cách nào để chúng ta khắc phục cũng như là gia tăng thêm cái độ giữ nếp thì các bạn hãy đến với Tiến X Shop cơ sở Tống Duy Tân thì mình có thể trực tiếp tư vấn cũng như giúp đỡ các bạn về cái khoản đó. Và đó là những cái review rất nhanh của mình về sản phẩm Uppercut Deluxe Pomade và cách để chúng ta phân biệt hàng thật hàng giả đối với hầu hết tất cả các sản phẩm của Uppercut nhé, hầu hết. Thì đó, rất là mong các bạn qua clip này sẽ có thể có được một số các kiến thức nhỏ nhỏ về cách phân biệt hàng thật hàng giả của Uppercut. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có một vài cái review về sản phẩm Uppercut Deluxe Pomade nói riêng. Và rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu mà lần đầu đến với Tiến X Shop thì nhớ để lại một like, subscribe. Bên cạnh đó các bạn hãy nhớ nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.